tin đáng chú ý của ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube của báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Bà Trương Mỹ Lan bon miệng xin lại hai túi Hermes Bạch Tạng và hàng loạt tài sản giá trị. Sáng ngày 27 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi, làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ của các bị cáo và các quyền tài sản, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đã thổ lộ cơn mưa lời xin với hàng loạt tài sản giá trị. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, trong giai đoạn 2, bị cáo bị thu giữ nhiều tiền bạc, tài sản nhưng không nhớ chi tiết. Tuy nhiên, bị cáo nhớ có hai túi sách Hermes Bạch Tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Bị cáo mong muốn xin lại hai chiếc túi này vì đây là vật kỷ niệm, muốn giữ lại cho con cháu. Bị cáo Lan cũng xin hội đồng xét xử được giải tỏa kê biên đối với các sổ tiết kiệm đứng tên hai con gái để các con có tiền chi tiêu. Thật sự tiền và tài sản nhiều lắm. Những gì của bị cáo và ông Chu Lập Cơ thì thu giữ, còn những gì của người thân, của các bị cáo khác thì xin trả lại cho họ, bà Lan trình bày. Ngoài ra, bà Lan nói thêm, trong quá trình bị bắt giữ, cơ quan chức năng thu giữ một vài chiếc máy tính xách tay. Bị cáo cho rằng những laptop này không liên quan đến công việc, chỉ có các hình ảnh của gia tộc từ 50 năm trước, nên cũng muốn xin lại. Bên cạnh đó, bị cáo này trình bày, lúc bị bắt, trên người có đeo một bộ trang sức kim cương do mẹ để lại bao gồm một đôi bông tai 6 carat, một dây chuyền 15 carat và một nhẫn mười mấy carat. Bị cáo muốn xin lại, bị cáo xem đây là vật may mắn, bà Lan nói. Trước lời trình bày này, chủ tọa cho hay, tài liệu về các tài sản bị kê biên giai đoạn này không có bộ trang sức kim cương bị cáo vừa kê khai. Chủ tọa cho biết, bị cáo có thể nhờ luật sư kiểm tra lại về các biên bản thu giữ bộ trang sức này có hay không. Cũng trong phiên tòa ngày 27 tháng 9, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có đưa ra xem xét, giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu. Cụ thể là các mã trái phiếu sau: QT2018-1201, ADC2018-09, ADC2018-0901, ADC2019-01, SET-H2025, SNVK-2018-10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Cetra phát hành. Hiện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo yêu cầu bị hại đương sự kiểm tra lại thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2. Tòa thông báo đến các bị hại liên quan đến 6 mã trái phiếu trên, kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin, số lượng không trùng khớp hoặc có gì sai sót nhưng chưa gửi đơn yêu cầu điều chỉnh thì tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh gửi đến Tòa án Nhân dân TP.HCM kèm theo tài liệu chứng minh. Đối với các cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu nêu trên thì không thuộc phạm vi xét xử đối với vụ án này. Trong đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM không nhận đơn yêu cầu giải quyết của cá nhân tổ chức mua trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu trên. Mọi vấn đề thắc mắc, đề nghị liên hệ qua tổ thư ký của vụ án gồm thư ký Nguyễn Bảo Quốc và thư ký Nguyễn Thị Oanh qua số điện thoại 0934 115 880. Quảng Ninh công bố tình trạng khẩn cấp về hiện tượng sạt trượt đất đá ở Quang Hanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa công bố tình hình khẩn cấp về thiên tai tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả do hiện tượng sạt trượt đất đá trên diện rộng. Khu vực sạt trượt đất đá là phía tây sườn đồi thuộc tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả từ ngày 11 tháng 9. Vết sạt trượt rộng khoảng 25-40cm, dài khoảng 355m, cục bộ có vị trí sạt rộng 2m và có nhiều nguy cơ sạt lún xuống quốc lộ 18. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả di rời khẩn cấp toàn bộ 136 hộ dân với gần 400 nhân khẩu đến nơi an toàn và tổ chức mời 4 đơn vị chuyên ngành khảo sát, quan trắc khu vực sạt trượt. Trên cơ sở kết quả phân tích điểm nứt đất phát triển phức tạp với cung trượt sâu, các đơn vị chuyên ngành khuyến nghị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khu vực. Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt trượt đất
đá tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hành và yêu cầu thành phố Cẩm Phả tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đang thực hiện, đồng thời thực hiện đảm bảo các cơ chế chính sách hỗ trợ nhân dân về chỗ ở, sinh hoạt, học tập. Sau một tháng công bố tình huống khẩn cấp, thành phố Cẩm Phả phải có báo cáo kết quả công tác điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích chuyên sâu để có phương án xử lý an toàn tại khu vực này. Ông Phạm Lê Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cho biết, ngay sau khi tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các doanh nghiệp, chưa cho bà con quay trở lại khu vực đã được sơ tán ban đầu. Ngay lập tức, chúng tôi phối hợp với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này để khảo sát, đánh giá mức độ, phạm vi tác động để có quyết định chính xác nhất trong ổn định đảm bảo cuộc sống của nhân dân. Trước đó, tối ngày 11 tháng 9, thành phố Cẩm Phả đã tổ chức di rời khẩn cấp 136 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở khu vực này đến nơi an toàn do nghi ngờ khu vực đồi cao, đất bị úng nước, có nguy cơ sạt lở đất đá. Thành phố Cẩm Phả đã mời 4 đơn vị chuyên ngành để khảo sát, quan trắc khu vực sạt trượt. Trên cơ sở kết quả phân tích, điểm nứt đất là một cung trượt phát triển phức tạp với cung trượt sâu. Các đơn vị chuyên ngành khuyến nghị địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khu vực. Trước tình hình trên, thành phố Cẩm Phả tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đang triển khai, đồng thời có các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân về chỗ ở, sinh hoạt, học tập, không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, thành phố hiệp đồng với các đơn vị chuyên ngành tổ chức khảo sát chi tiết và mở rộng khu vực sạt lở để xác định chính xác cung nứt đất. Dự kiến sau một tháng công bố tình huống khẩn cấp, thành phố Cẩm Phả sẽ có báo cáo kết quả công tác điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích chuyên sâu để có phương án xử lý an toàn tại khu vực này trong thời gian tiếp theo để đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt cho nhân dân. Theo đánh giá của thành phố Cẩm Phả tại hiện trường ngày 11 tháng 9, phía tây sườn đồi cao ở khu vực phường Quang Hành đang bị sụt, lún. Chỗ sụt xuống lớn nhất khoảng 1 mét, xung quanh có nhiều vết nứt rộng từ 25 đến 40cm. Phạm vi dự kiến ảnh hưởng của khối trượt khoảng 14 hecta, có bán kính ảnh hưởng khoảng 250m từ vị trí sạt trượt. Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân tại làng nổ. Tối ngày 26 tháng 9, thông tin từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, tính đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn làng nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1992. Thi thể nạn nhân ngay sau khi đưa lên đã được khử khuẩn, vệ sinh và bàn giao cho chính quyền địa phương, thân nhân để mang đi chôn cất. Được biết, gia đình anh Vũ có 4 người đều được xác định là chết và mất tích. Như vậy, đến thời điểm này đã xác định có 57 người thôn làng nổ bị chết do thiên tai. Hiện còn 10 người vẫn đang mất tích. Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang huy động hàng trăm người ở địa phương và thiết bị, máy xúc tập trung tham gia việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Trước đó, ngày 24 tháng 9, toàn bộ 300 quân nhân thuộc Sư đoàn 316 quân khu 2 đã rút khỏi hiện trường sạt lở tại thôn làng nổ. Lực lượng bộ đội biên phòng, chó nghiệp vụ cũng được lệnh rút khỏi hiện trường. Ngay từ sáng sớm, người dân thôn làng nổ đã có mặt tại sân nhà văn hóa thôn. Nhiều người đã chuẩn bị những quà nhỏ thay lời cảm ơn về tinh thần trách nhiệm, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tìm kiếm trong 2 tuần qua. Với tinh thần quả cảm, không ngại khó khăn, vất vả, lực lượng quân đội đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn làng nổ và giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Xúc động phát biểu trong ngày chia tay lực lượng quân đội, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy Bảo Yên cho biết, cán bộ, chiến sĩ đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình. Ông Bảo khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân làng nổ, tái thiết lại bản làng, xây dựng cuộc sống mới ổn định, ấm no và tươi đẹp. Điều nuối tiếc nhất với người lính chúng tôi là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy. Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 chia sẻ trong ngày chia tay. Giây phút chia tay bộ đội, rời thôn làng nổ, anh Hoàng Văn Thới đã không kìm được những giọt nước mắt hòa trong dòng người tiễn bộ đội rời làng. Anh Hoàng Văn Thới, 32 tuổi, bật khóc nghẹn ngào, thoát chết sau trận lũ quét kinh hoàng. Anh Thới lại chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất mẹ già, vợ và ba con nhỏ. Cách đây 2 ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé trai Hoàng Đức Lờ là con trai của anh Thới. Thi thể 5 thành viên trong gia đình anh đã được các lực lượng tìm thấy. Giờ phút chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội kết thúc nhiệm vụ, những giọt nước mắt của anh Thới đã rơi. Anh Thới cho biết, anh quá xúc động,
không biết nói gì hơn. Cảm ơn các chiến sĩ đã vất vả, không quản ngại khó khăn, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong suốt 2 tuần qua. Các cán bộ, chiến sĩ đã giúp tôi tìm thấy đủ thi thể các thành viên trong gia đình tôi để tôi lo hậu sự cho mẹ, vợ và ba con tôi. Không chỉ tôi mà toàn thể nhân dân làng Nổ chân thành cảm ơn. Chúc các cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, công tác tốt. Anh Thới nói, giây phút chia tay, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã thay mặt các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại thôn làng Nổ, gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con làng Nổ và những gia đình có người thân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng. Mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn còn những nạn nhân chưa tìm thấy. Ông Dũng khẳng định, làng Nổ sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim, tiềm thức và ký ức của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Và ông mong rằng các lực lượng ở địa phương tiếp tục tìm kiếm và cùng với người dân tái thiết bản làng sau lũ. Sau khi các cán bộ, chiến sĩ thuộc quân khu 2 rút khỏi làng Nổ, hiện trường còn gần 200 người đến từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên. Dân quân, các tổ máy móc tiếp tục tìm kiếm thêm 5 ngày đến ngày 30 tháng 9.